làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Em la lên đó. Đừng Em ơi. Cái gì? Anh kêu em à? Vậy sao anh? Okay. Ủa cái gì vậy anh? Anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Làm gì chi nữa, bơm thuốc chứ làm gì? Em có bệnh gì đâu. Ý là đến giờ bơm thuốc rồi mình phải bơm chứ. Thì bây giờ cần gì bệnh, mình kháng sinh thôi chứ. Anh ơi, anh làm em sợ. Thôi bây giờ anh tìm cho cái cho nó chuẩn đạt bộ y tế. Anh là công ty vừa học bên y dược về á nha. Anh em la lên đó. Đừng á. Sao ai làm gì đâu, chở hết hồn. Anh làm gì? Hả? Cái ông không dài làm gì đâu, tim mẹ. Trời ơi, giỡn gì kỳ vậy? Hết hồn mà. Mà sao tự nhiên đi vô tự kêu bấm huyệt cũng đồ cũng đưa tay cho bấm luôn là sao? Thì ai biết đâu khám ra bệnh thiệt. Nghe hết hồn thì. Anh làm em hết hồn mà. Em mới làm em hết hồn đó. Mà tự nhiên em ở đâu ra đây mà tự nhiên ngồi một mình đây này. Em đang đợi bạn. Đang đợi bạn hả? Trời ơi, mệt cho hết hồn luôn á. Đưa lẹ luôn, tim cho cái luôn chứ rồi. Thôi là cái ông không. Dạ. Cái ông đồ chơi thôi, cái ông đồ chơi cái này là để người ta bơm đồ nước phải không? Ừ, hồi xưa có chơi không? Không, ai mà chơi mấy cái trò này trời. Trời ơi, người ta đổ nước vào đây xong người ta bơm xịt này. Bởi vì mới sợ đó, nhỏ chơi là đâu có sợ đâu. Thì biết vậy là được rồi, thôi. Hôm nay trời mát quá em nhỉ? Đúng rồi. Ừ. Dạ. Trời mát cái anh vừa tạo cho em cái bất ngờ liền đúng không? Mà sao có vẻ trời, em tính điện bạn em la lên rồi đó. Mà làm gì mà tự nhiên này ai làm gì đâu mà ngồi cái cười hoài vậy? Ủa hôm nay lá rụng lá đúng đó. Em đang ngồi đây đợi bạn hả? Dạ đúng rồi. À đợi bạn anh đi ra đây anh tính là đi xem bói cho người ta. Anh biết xem bói hả? Trời ơi, này giờ anh xem cho em mà em anh xem thử giùm em tình duyên sự nghiệp. À đây nó có ba đường này em biết không? Dạ. Đó, cái đường này gọi là cái đường dựa này là người em biết cái đường gì không? Cái đường dựa này là cái đường xích đạo. Đường xích đạo. Rồi, còn đường trên đây là đường gì? Đường này là thì cái đường mà canh biết đường xích đạo là nó phải đường gọi là đường thì đường vị tuyển rồi. Rồi đường ở dưới chứ. Dưới cùng vị tuyển luôn, trên dưới cùng vị tuyển hết nói chung. Đó. Hay ha, rồi. Còn nếu đường kinh tuyển là nó phải dọc theo cái đường này nè, hiểu không? Nó vuông góc với đường xích đào. Đó, nó chỉ có vậy thôi, có gì đâu. Rồi vậy là tình duyên của em năm sau sẽ là tình duyên của em là sau năm sau là ở nước ngoài. Nước ngoài á? Ở nước ngoài. Rồi. Đón ra được nước nào luôn không? Món tại vì anh nhìn cái tóc của em cái là anh biết là thấy là có nó có tướng nước ngoài rồi. Đoán thử cái này là em hình như bên Thái. Thái. Ừ. Thái. Em cũng dự định là năm sau em sẽ đi du lịch Thái. Được á. Đi đâu mà đi du lịch? Đi du lịch Thái biết đâu giống như anh nói gặp tình duyên bên Thái rồi sao? Cái gì bên đó xa dữ mẹ? Thái gì?
Tao nói Thái Nguyên thái gì bên nước ngoài, Việt Nam thì lo tranh thủ mà yêu Việt Nam gì. Trời Việt Nam để yêu bên chứ sao? Anh có ở Thái Nguyên luôn không? Không, anh ở miền Trung rồi. Thái Nguyên gì? Đây hay là đang ngồi chơi. Đã thấy em vui tính quá. À hay là anh biết đàn không? Đây anh đàn giao lưu với em, tặng em bài này giờ làm em hết hồn đúng không? À bắt tay xin lỗi thiệt này. Có nghe đàn không? Nghe đàn xin lỗi không? Ok, chấp nhận. Ok, cái này xin lỗi nha. Chấp nhận. Nghe xong xin lỗi. À bài nha. Nếu giờ thì sao? Giờ thì không được hả? Đây. À anh đàn cho em bài, nghe bài em biết bài Nỗi Đau Xót Xa không? Dạ anh đàn. Ok, nghe thầy nha. Từng ngày qua trong lòng anh vẫn như mơ, một giấc mơ luôn có em trong vòng tay, ngồi gần bên em cùng em ngắm sao lung linh. Có sao không? Có sao ta? Thầm nguyện được có nhau trọn đời, và rồi em đi xa vòng tay của anh. Tình yêu giờ đã vụt mất, như cánh chim cuối trời không nói thêm một lời, để lại con tim xót xa từng ngày. Từng giọt nước mắt đang vẫn thấm mướt trên môi, vì trong lòng anh chỉ có yêu một mình em thôi. Cũng không thể xóa hết nỗi buồn, cũng không thể xóa hết nỗi nhớ trong con tim anh vụn vỡ. Phải làm sao để quên đi hết những ký ức năm xưa, dù anh đã cố níu kéo bước em trong mưa. Thôi đành ôm riêng mình anh nỗi xót xa từ đây. Đó cái này bà xin lỗi được không? Dạ đồng ý luôn. Đó tại vì đâu hôm nay trời nó mát anh mới hát cái bài buồn rồi mình xin lỗi. Còn nếu mà bây giờ mới đang tâm trạng mà đang gọi là mình đang sợ hãi rồi mà chơi thêm cái bài disco vào nữa là kêu là bài remix đó. Đó remix cái là mình đôi khi mình nghe là mình ớ liền đúng không? Tim nhảy loạn xạ luôn. Loạn xạ. Thôi chắc giờ em phải điện bạn kêu thôi mày. Thôi. Kêu nó đừng ra nữa đi, mày khỏi ra đi, mày trễ quá rồi, mày khỏi ra để tao ngồi với anh này, tao nghe anh này hát đủ rồi. Nghe hát không có bạn bè giờ mà chưa ra là. Đúng rồi, lâu quá rồi. Hay là giờ order thêm vài bài nữa được không ạ? Xíu nữa đi, mới hát xong đang để cho nó calo nó hồi phục đó. Hồi phục năng lượng. Em tên gì đấy? Dạ em tên Như Ý. Như Ý hả? Trời ơi, nghe cái tên là thấy Tết tới nơi luôn. Đúng không? Đúng rồi. Hay nói câu gì mà vàng sự Như Ý đúng không? Dạ. À đừng nói là cái tên của em là ba mẹ em đặt, là hồi xưa là đặt cho em cái tên vì cái đó luôn nha. Dạ, kiểu như mọi điều như ý muốn. Cái đó là tốt đấy mà. Sau này em là bây giờ đang là sinh viên đúng không? Dạ đúng rồi, em đang là sinh viên năm tư. Năm tư? Trời nhìn vào năm tư luôn hả? Trời ơi, nãy giờ cái tượng đó 14, 15 tuổi mẹ. Giỡn hoài. Không thiệt á. Giỡn hoài. Không, nói thường mà nói đoán là cũng phải tầm 18. Dạ. Không, tại vì nhìn nó trẻ hơn so với cùng lứa luôn á. Tại có chút xíu con. Không biết rồi, biết rồi. À, vì năm tư là cũng phải 2K2 đúng không? Đúng rồi. 2K2. Mà anh thấy có mấy bạn 2K4, 2K5 đó. Nhìn lớn hơn em nữa. Vậy chắc tùy style á. Ủa vậy anh ở đâu, anh tên gì vậy? À, anh hả? Anh tên là Long. Anh quê ở miền Trung. Miền Trung, là ở đâu vậy? Nghe là biết miền Trung liền đúng không? Là ở đâu vậy? Em đoán thử coi. Em không biết nữa, nhưng mà... Em chưa ra miền Trung đúng không? Chưa. Anh là Huế. Huế hả? Nhưng mà giọng anh nó rất là dễ nghe á. Dễ nghe hả? Ủa sao miền Trung sao dễ nghe vậy ta? Nghe quen rồi. Cũng phải đâu. Do là ý là dòng đó là dòng có dạ rồi đó. À anh vào đây lâu chưa? Hình như vào 4-5 năm rồi. Còn ví dụ chưa anh nói dòng Huế là anh nói cho em biết luôn này. Em ra đây vì ai? Em ở với gia đình. Với gia đình hả?
Mà nếu em ở với gia đình thì ở chỗ mô? Em ở Bình Thạnh. Bình Thạnh. Bình Thạnh hả? À? À rồi là Bình Thạnh cũng gần mà đúng không? À, cũng không xa. Đó là em vừa hiểu được mà sao kêu em hiểu? Thì em hiểu được đó. Thì tức là nếu mà dòng hôi này là dòng đó đó. Ai à, dòng đúng luôn hả? Ờ à, đúng đó, dòng quê, dòng quê. Còn mình vô đây mình phải dạ xíu để mình còn dễ. Đi làm, đi học đồ á. Chúng giờ chẳng lẽ ví dụ mình vô đây đi làm mà mình mà sếp nói đường mình làm nẹo đâu được, mình đâu nghe được đúng không? Mình cũng hiểu được thì mình làm sao làm được đó. À mà mình sinh viên trường gì đây? Em sinh viên trường gì đây? Dạ em học tiếp. Trời ơi. Cái này là anh ngừng mù lắm đi. Dạ. Cái trường hút lít này là về cái tiếng gì? Tiếng ngôn ngữ, nhiều ngôn ngữ lắm. Đa ngôn ngữ hả? Dạ trường em có khoa ngôn ngữ Anh nè, ngôn ngữ Trung nè, tiếng Nhật, tiếng Hàn. Thì có nghĩa anh không quan tâm. Đến bây giờ tao chỉ quan tâm đến cô thôi. Em học marketing. Ủa sao kỳ á? Em học marketing chứ không phải em học ngôn ngữ. Ủa là trong trường đại học ngoại ngữ đó là có luôn cả học marketing hả? Dạ đúng rồi. Ủa sao bữa nay nó có vẻ nó lồn xồn người ta? Nó có nhiều ngành lắm anh. Kiểu nó nổi tiếng là ngoại ngữ với tin học nhưng mà nó có thêm nhiều ngành khác nữa. Thì em học marketing. À rồi anh thấy marketing là nhìn cách ăn mặc của em cái là biết marketing liền. À không, cái nhìn người kiểu sáng á, nhìn người sáng năng động. Năng động, nhìn người kiểu trẻ trung năng động. Đại loại là phù hợp với làm công việc marketing. Nhưng mà ý là mình làm marketing về gì? Về nền tảng bên mạng xã hội hay là mình làm quảng cáo cho các cái web hay là gì gì? Dạ nói chung là trường em á thì không, anh ý anh hỏi cái ngành của em thôi chứ hỏi ra trường của em. Em vẫn chưa xác định được là em sẽ đi theo hướng nào, nhưng mà ở trường dạy cái chương trình dạy marketing của trường em á là dạy bao quát hết luôn. À từ dịch vụ rồi digital rồi media có không? Media có luôn hả? Communication, truyền thông nữa. À. Nói chung là bao quát hết tất cả. Còn sau này thì em muốn đi sâu một cái nào đó thì em phải học thêm những cái khóa học. À đúng rồi anh hiểu nói có nghĩa là người ta chỉ dạy cơ bản thôi, tức là trường nào cũng thế thôi. Rồi sau mình muốn chuyên ngành cái nào thì mình học cái đó. Đó nhưng mà anh thấy em là nhìn rất là có tố chất của người làm mạng xã hội nè. À dạ. Không. Nhìn kiểu cái mấy cái bạn mà có gương mặt nó hay kiểu nó có khả năng thành idol là mình nhìn cái là mình không có nói thiệt, tức là cái cách nói chuyện người ta cũng đã năng động rồi. Còn bình thường anh thấy không, idol là không có ai mà kiểu mà cái miệng nó im hết á, tức là người ta sẽ nói rất là nhiều. Dạ. Sau người ta có thể làm ví dụ vlogger chẳng hạn, hay là làm tiktoker thì người ta cũng phải review đi đồ, thì người ta phải lanh mồm lẹ miệng thì người ta mới nói được. Đó nhưng mà anh nhìn thấy được đó. Trời ơi, nhảy trên TikTok á bị lớp muốn chết mà làm idol vậy? Không. Cái nhảy đó là hơi bị khó, đừng có đánh vào cái mạng nhảy. Tại vì sao? Đánh vào cái mạng nhảy thì nó hơi khó hơn bình thường, tại vì cái mạng nhảy là nó yêu cầu rất là nó cái mạng nhảy thực ra nó không có cái tài năng nhiều, nhưng mà cái nhảy thì nó liên quan đến cái phần gọi là cái thứ nhất là ngoại hình. Tất nhiên là anh cũng phải là nói người hình em cũng được chứ, người là em cũng rất là xuất sắc rồi, nhưng mà tức là đối với những cái bàn mà nhảy mà để mà nó lên để nó dễ lên xuống được đó, thì mấy những cái bàn nó thường rất là cao. Không phải thấp nó vẫn có, nhưng mà đa số những người thấp thì nó sẽ khó chứ không phải là không có, nhưng mà sẽ khó. Thôi anh nói cái đó anh bị sai với em. Không, em giỡn, em nhảy vui hả? À không, muốn nhảy vui thì được. Em ở gần đâu ra đây luôn hay sao? Dạ em ở gần Ngoại Thương ha. À gần Ngoại Thương, Ngoại Thương là ngoài Điện Biên Phủ đấy mà. Dạ không, nó ở trong xíu nữa, là ở trong Ôn Văn Khiêm. Dạ. À là mình học gần trường em ở cái trường Cô Tích ở trong đó đúng không? Là em ở gần đường trong đó hả? Dạ gần. À tính ra em ra công viên này gần chứ có đâu xa đâu đúng không? Dạ. Bình thường có ai đàn có em học ở trường có anh nào đàn guitar cho em nghe bao giờ chưa? Dạ không. Không luôn. Đàn guitar cho em nghe thì tất nhiên là không rồi. Chỉ có là em đi nghe người ta đàn thôi. Nhưng mà ý là trong câu lạc bộ người ta cũng phải có chứ. Dạ đúng rồi. Câu lạc bộ trường đó mà có chứ đúng ta? Dạ đúng rồi, em cũng trong câu lạc bộ, nhưng mà ý là
bên trường cái câu lạc bộ của em tham gia nó không phải là hát du ca. À. Nó là trình diễn. Là để trình diễn, đi trình diễn. Đúng rồi, mỗi lần ví dụ tân sinh viên đồ là phải rút ra để lên giường đúng không? Hoặc là chào đón lễ lượt gì đó đúng không? Dạ đúng rồi, chứ không phải là giao lưu, hát giao lưu các kiểu này nọ. Tụi em là chuyên để đi trình diễn. À, ok, được, được, được. nhưng mà em... Đúng rồi, em làm truyền thông rồi, đúng rồi đó. Tại vì anh nhìn em giống kiểu nó em biết có cái nét giống gì, em biết cái nhóm gì mà... Cái nhóm gì nổi tiếng bên Hàn Quốc không? Mà cũng có một cái bàn gì cũng để tóc cái màu giống em. Từ anh nhớ coi. Cái gì mà anh nhớ mà dịch ra tiếng Việt là hoa hồng có đồ gì á. Cái bàn gì? Blackpink hả? Đúng, chính xác. Blackpink nhưng mà... Có một cái cô gì mà tóc y chang giống em nè. Anh nghĩ anh nghe. Rosé. Đúng, đó. Ừ. Trời ơi anh nhìn lại giờ ngoài hình nhìn y chang luôn. Dễ hả? Ừ. Trời sao mà ngoài hình y chang được trời. Thì không anh thấy nó giống từ đầu tóc đồ này về cách ăn mặc đồ cùng kiểu style Hàn Quốc các em ạ. Dạ. Chứ mặt em thì không có xinh bằng mấy chị được thiệt. Không mặt em. Em nhìn nhận thực tế là đúng rồi vậy. Không, mặt em là hơn á. Kiểu vậy. Không cái nào hơn thiệt. Anh tập đàn bao lâu rồi? À cái này hả? Mình tập giao lưu cho vui thời sinh viên á. Anh ra trường 3 năm rồi. Tập đàn mình kiểu dưới đó là khu biệt lập nó buồn á, xong rồi mình học tập đàn cho vui. Nhưng mà thôi nói ra câu chuyện buồn lắm. Học ra trường xong cuối cùng bỏ nghề đi theo làm linh tinh rồi em ạ. Giờ thầy cô chắc mà nhìn thấy mình kiểu này chắc thầy cô cũng chắc cũng buồn lắm. Chắc là thầy cô cũng buồn mình lắm đâu. Nhưng mà thôi, may quá hôm nay anh đeo kính rồi. Chắc là thầy cô cũng không nhận ra anh được đâu. Bây giờ thầy cô chắc cũng mất đi dạy rồi. Không có ra đây ngồi công viên đâu. Không, ý anh nói là sợ khi đó kiểu dạng vậy. Anh sợ đôi khi thầy cô ngoài nói thằng này mày học sinh viên trong trường, sao bây giờ mày cũng thấy đi làm cái đồ gì, mà giờ người ta đi làm mà mày chạy ra đây mày ngồi. Đó kiểu dạng vậy á. Dòng đời xưa đẩy thầy ơi. Mà em là quê gốc là đâu? Từ, giọng em này kiểu là chỉ là giọng miền Tây chắc chắn lên chạy đâu hết đó. Đúng không? Dạ. Em ở có Bình Long, Vĩnh Long không? Gần đó. Cần Thơ. Xíu xíu không, lên xíu. Lên xíu. À Long An. Không phải. Long An xuống xíu. À Hậu Giang. Xa quá. À, ủa sao mà Long An xuống xíu mà Tiền Long Giang, Tiền Giang. À, Kiên Giang. À Tiền Giang đúng không? Thì bắt tay uy tín cái. Anh thấy mấy bạn người miền Tây kiểu người ta kiểu cái tính thật thà chất phác á. Mà còn vui tính nữa. Hôm bữa em có nghe cái vụ, em có xem cái gì trên TikTok mà cái vụ mà có cái bạn ở dưới miền Tây mà kiểu ra nhà bố chồng câu cá không? Xong câu luôn cá coi của ông bố á. Trời, con dâu có hiếu hả? Không, mà con dâu, con ruột mà. À. Đó, con cá xong hai bố con chửi nhau, cười chết. Chửi nhau nhưng vẫn phải là chửi nhau, nhưng mà chửi nhau mà mình cảm giác nó buồn cười không? Tại vì đứa con gái thì cứ nhọng nhèo, xong có ba thì kiểu hơi căng, nhưng mà hai người con nó về nó buồn cười. À thôi, mà chuyện nó dài dòng lắm. Là em ở Tiền Giang hả? Dạ, đúng rồi. Tiền Giang là mình, bây giờ mình ở dưới đó, nhưng bây giờ mình lên đây mình đi học đúng không? Dạ. Là mình năm tư. Hôm nay là kỳ mấy rồi? Năm nay là kỳ mấy của năm tư? Dạ, em đang thi học kỳ... Cứu cuối hả? Thi học kỳ 1, xong rồi bắt đầu chuẩn bị học kỳ 2. À, kỳ 2 chứ là năm sau có học gì đâu nữa. Năm sau là bây giờ nó 3 năm rưỡi là năm sau chỉ có đi thực tập với đồ thôi. Dạ. Thực tập với làm đồ án, đồ là linh tinh là xong rồi đó. Dạ, là em còn một học kỳ nữa. Rồi cố ráng ra trường đi làm rồi. Nói chung là anh chúc em thành công. Sau này em có muốn thành công không? Có mong thành công không? Thành công theo cái bản thân mình mong muốn á. Thành công ví dụ như thế nào với em được định nghĩa là thành công? Về tiền bạc hay là về chỉ cần tinh thần vật chất là được, hay là chỉ cần mình sống vui khỏe là được? Theo em hả, thì là mình hoàn thành được những cái mục tiêu mình đề ra đã là thành công rồi. Mà mỗi thời điểm thì nó sẽ có những cái mục tiêu khác nhau. Đúng, chính xác. Ví dụ như cái hiện tại á, thì mục tiêu của em là ra trường đúng hạn nè. Có bằng chứng chỉ tiếng Anh với tin học để ra trường đúng hạn. Rồi đó, bây giờ tiếng Anh là tốt bao nhiêu rồi?
Dạ em vẫn chưa ôn nữa. Ôn vẫn chưa ôn hả? À, rồi. Em chỉ còn nửa năm. Có, còn từ ôn được mà, không sao không sao. Rồi. Dạ. Xong, xong rồi ra trường thì chắc là cái mục tiêu sẽ là có một cái công việc ổn định, có lương thì cũng chắc khoảng cũng ổn. 2-3 triệu. Mới ra trường thì không dám nói. À, mới ra trường thì 8-12 triệu. Dạ cũng mong là như vậy. Nói về cuộc sống nó không, nói chung là tiền bạc đôi khi nó còn không quan trọng lắm đâu, nhưng mà bây giờ mình mới ra trường thì mình cứ chủ yếu là mình tích lũy kinh nghiệm cái đã. Đôi khi 4-5 triệu cũng được, mình vẫn làm. Mặc dù mình làm nếu mà thấy đó, nếu đó nó thực sự công ty đó nó cung cấp đủ kiến thức cho mình để sau này mình có thể đi ra công ty khác, hay là đại loại mình tìm cái môi trường khác mà nó năng động hơn, nó kiếm được cái thu nhập hơn, ví dụ nó niềm đam mê của mình hơn thì mình có thể đi vẫn được, không sao đâu. Nhưng mà chắc chắn sinh viên ra trường thì lương cao lương thấp đối mình cũng không quan trọng đâu, nhưng mà mình cứ học cái kiến thức là chính thôi. Đó là vấn đề nó nằm ở đó. Hôm nay trời nó mát quá em, phải không em? Dạ đúng rồi. Tính bình thường anh hay trời mát mát vậy anh hay ra đây tập đàn chơi vui á. Tại vì anh có ở bên gần đây. Anh em ở đâu? Dạ em ở gần trường Ngoại Thương. Là Bình Thành hả? Dạ đúng rồi. Bình Thành, anh ở bên Gò Vấp. Gò Vấp. Gò Vấp thế nào anh? Gò Vấp ở chỗ Lê Đức Thọ, Lê Đức Thọ. Em có bao giờ có Gò Vấp chơi ăn vặt ăn đồ chưa? Em có qua gần cái trường Đại học Công nghiệp. À Đại học Công nghiệp thì cùng anh cùng gần mới đó đó thì dạ. Chạy gần đó. Dạ, cái khu đó. À có Đại học Công nghiệp chơi hả? À dạ, cái khu nó có một cái khu ăn uống à, đúng rồi, cái đường ăn uống đó, hay quá, nhìn chưa gì thấy em nghe nhắc đến đồ ăn là mặt tươi hẳn liền. Dạ, đợi bạn có ăn được gì đâu. À lời bạn em hả? À, hôm nay là đây sao có nước ngoài, khách nước ngoài nước đồ vào nói chuyện ta, vào để chơi ta. À, hay đang ngồi đây chơi, em có thích hát không? Dạ không, ý là em hát không có hay. À ok dạ. ok, không thì để anh có thể anh đàn tặng giao lưu em một bài cũng được. À mà quên, để hỏi tí nữa, sau này ra trường tính lấy chồng luôn hay là tính? Em còn chưa có người yêu nữa, làm cái gì tính lấy chồng yêu, là em đang sợ ý đây này đúng không? Rồi cái gì nữa ta? À thôi vậy là được rồi. Hỏi nhiều quá nó cũng hay đúng không? Không, đau lòng quá. Không. Bình tĩnh, có gì đâu, cái này là bình thường mà. Em giỡn, anh tính hỏi gì? À bình thường, không anh tính hỏi. Anh cứ hỏi đi, anh sao? Em cũng nhiệt tình thoải mái đúng không? Vui vẻ đúng không? Dạ, ok ok. Sau này em học xong ra trường là em tính là ở lại Sài Gòn luôn hay ở lại Sài Gòn làm, hay là về quê mình sinh sống lập nghiệp hay là sao? Hay là về quê nuôi gà nuôi heo chẳng hạn ví dụ? Dạ em nghĩ là có thể là em sẽ ở đây, tại vì ở đây nó có nhiều cơ hội để em mình phát triển. Dạ, với lại cái ngành marketing của em á thì ở đây sẽ tốt hơn. Tốt hơn dạ. Cái đó đúng anh dạ. Thấy em có tố chất cái là anh duyệt liền. em hay là đang ngồi đây chơi hả anh em mình? Em hát chung với anh cũng được, còn không chung á thì anh hát cũng được. Dạ. Nhưng mà tại vì anh muốn là anh em mình vui cho vui, kiểu là ngồi nó vui chứ không biết hát mình cũng thể nhét nhét mình vui được mà đúng không? Dạ. Ok, anh để tính hát bài gì vậy? Anh chọn một cái bài gì đó mà hai anh em mình có thể hát được. Dạ ok. Giao lưu được là được. Bài gì ta? Bài gì, có cái bài gì mà hai anh em mình giao lưu? Em có nghe cái bài gì em biết Đồ Mixi không? Đồ Mixi bài gì ta? Đồ Mixi mà có cái bài gì nó đang nổi tiếng mà cứ đăng cái đoạn âm nhạc đó lên là xu hướng. Lại mình anh giọt nước mắt vẫn lanh lùng. Không biết hả? Thôi đổi bài khác, đổi dạ, khác đi. Đổi đề, em thích bài gì? Em thích ca sĩ gì luôn? Em nói đi, anh hát tặng em luôn. A few moments later. Mưa rơi trên nỗi đau nào, lòng chợt thấy nghẹn ngào vì bao khát khao. Đợi chờ làm chi nỗi đau, ai ngờ tình yêu đôi ta như là mơ. Bao yêu thương đã muộn màng vì mình quá vội vàng để lòng nát tan. Vậy mà giờ sao nói không nên lời,
lệ rơi trên đôi mắt em. Chiều sâu con tim anh cứ nhớ em vô bờ. Tình yêu ấy cũng đã khiến em mong chờ. Góc phố vắng em mình anh bơ vơ. Bao giấc mộng này tan vỡ. Thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu. Để cho lòng này nhẹ với nỗi sầu. Cần hoa đã thôi úa màu, mà ta giữ lại cho nhau. Em xin yêu anh trong cơn mơ. Người hãy đến dù là giấc mơ. Biết buộc dẫu có những đam mê vào lúc hơn nhớ. Tình yêu đó là con tim em cứ nhớ anh vô bờ. Tình yêu đó cũng đã khiến em mong chờ. Góc phố vắng em anh bơ vơ. Bao giấc mộng này tan vỡ. Thì mọi xem như chuyện mình chưa bắt đầu. Để cho lòng trời, em hát hay mà giờ em hát hay như vậy mình này, giờ em hát đi gọi là em cứu anh một xíu. Có đâu, em lệnh tông gần chết. Không, trời, dòng bài hát là hay đấy mà. Không, anh thấy hát vô mình ở đây mình hát và giao lưu vui chứ đâu phải là hát vì kiếm tiền đồng tiền gì đó mà ai đâu thể trách mình được đúng không? Ôi trời. Hay là hát lại cái đi. Hát không. Lại cái nữa được không anh? Mình ngồi đây nó tí nó nắng đấy mà. Dạ. Ê, đang chưa rồi em đang ngồi đây đúng không?